Thưa các thầy cô, trong đó em xin tiếp theo bài báo cáo của bác sĩ Trang, em xin báo cáo về cái phần cắt lớp vi tính trong chẩn đoán bệnh phổi mô kẽ có xơ hóa. Trong phần này em sẽ nhắc lại một số vấn đề như là kỹ thuật HRCT trong bệnh phổi mô kẽ có xơ hóa, nhấn mạnh về việc tiếp cận hệ thống bệnh phổi mô kẽ có xơ hóa trên cắt lớp vi tính và vai trò của cắt lớp vi tính trong hội chẩn liên chuyên khoa bệnh phổi mô kẽ có xơ hóa. Chúng ta sẽ kỳ vọng chẩn đoán hình ảnh đọc những cái kết quả gì khi mà chúng ta hội chẩn. Thế là như bài báo cáo bác sĩ Trang đã trình bày, chúng ta biết là có rất nhiều bệnh phổi mô kẽ và trong số đó thì cái tiến triển của mỗi một bệnh nó lại khác nhau. Một số bệnh có thể xơ hóa rất là chậm và một số bệnh thì xơ hóa rất là nhanh. Thì trong đấy thì một số cái bệnh hình ảnh phổ biến chúng ta có thể gặp trong thực hành lâm sàng và bắt và phải có khả năng phân biệt đến những hình ảnh như NSIP, này EYP, hình ảnh viêm phổi quá mãn mãn tính CAP và bệnh lý sarcoidosis, rồi các cái bệnh lý phổi kẽ liên quan đến bệnh lý mô liên kết tự miễn như là CTD, ILD. Và việc áp dụng cái cắt lớp vi tính ấy thì sẽ giúp chúng ta chẩn đoán hoặc là thu hẹp phạm vi chẩn đoán phân biệt và còn được sử dụng để theo dõi sau điều trị. Thế thì trước hết thì em xin nói lại về cái tiêu chuẩn kỹ thuật trên HRCT ấy, thì là chúng ta sẽ chụp với những lớp cắt mỏng từ kinh điển là dưới 3 mm. Tuy nhiên thì với những cái cắt lớp máy cắt lớp vi tính hiện nay chúng ta có thể thu hẹp xuống nó còn 1 đến 1,25 mm. Và chúng do những bệnh nhân phổi kẽ sẽ phải chụp cắt lớp vi tính rất là nhiều lần trong cuộc đời của họ, cho nên chúng ta phải điều chỉnh cái liều xạ sao cho thấp nhất có thể đủ để chẩn đoán. Và chúng ta phải xem không chỉ trên cái mặt phẳng ở cắt ngang ASEAN mà chúng ta phải tái tạo đa mặt phẳng, và trong một số trường hợp chúng ta có thể tái tạo thêm các cái kỹ thuật cao hơn như ảnh MIP hay MIN-IP. Thế thì thế nào là ảnh MIP? Ảnh MIP là cái ảnh mà chúng ta sẽ sử dụng để phát hiện các tổn thương vi nốt. Nguyên lý của nó là sẽ lựa chọn hiện các cái điểm ảnh có tỷ trọng cao và dễ phát hiện. Do đó nó sẽ dễ phát hiện các tổn thương tăng tỷ trọng. Ví dụ như trong hình ảnh này chúng ta thấy cái ảnh bên trái này là cái ảnh cắt lớp vi tính thường, chúng ta phân biệt những cái nốt tổn thương rất là nhỏ, rất là khó, và khi chúng ta sử dụng kỹ thuật MIP thì chúng ta nhìn thấy là có rất nhiều nốt tổn thương được hiện lên. Thế thì ngược lại với cái ảnh MIP này là cái ảnh MIN-IP. Ảnh MIN-IP thì ngược lại nó sẽ lựa chọn các điểm ảnh có tỷ trọng thấp và được sử dụng để phát hiện các cái tổn thương như là khí phế thủng, cánh khí hay là giãn phế quản. Như trong cái hình này chúng ta thấy là đây là lớp cắt bình thường 1 mm trên ảnh bình thường đấy, và đây là trên ảnh MIN-IP 5 mm, chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh giãn phế quản co kéo rất là rõ và đẹp, không không quá nhiều các cái tổn thương tổ ong ở phía ngoại vi. Thế muốn chẩn đoán các bệnh phổi kẽ xơ hóa thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải biết được nó phải là bệnh phổi kẽ hay không, đúng không ạ? Thế thì chúng ta làm thế nào để biết ở đây là một trường hợp có bệnh phổi kẽ? Thì chúng ta sẽ dựa vào cái hội chứng kẽ. Hội chứng kẽ tức là thế nào? Tức là mờ lưới, hình mờ lưới có hoặc không kèm theo có biến đổi cấu trúc của nhu mô phổi lân cận. Về cái giải phẫu của khoảng kẽ thì bác sĩ Trang đã trình bày rồi thì tôi không nhắc lại nữa. Thế tuy nhiên thì chúng ta có thể nhìn trên hình ảnh cắt lớp vi tính thì cái khoảng kẽ chính là những cái phần màu xanh lá đấy ạ. Đấy, thế thì khi mà trong cái trường hợp mà có hội chứng kẽ thì những cái phần màu xanh lá nó sẽ dày lên. Phần dày này là ví dụ trong trường hợp này phần dày này sẽ là phần vách liên tiểu thùy, và trong những cái trường hợp nặng hơn thì nó sẽ xơ hóa và nó làm dày luôn cả những cái vách gian tiểu thùy phía trong nữa. Để tiếp cận chẩn đoán thì chúng ta sẽ phải qua nhiều bước. Thứ nhất là chúng ta xác định xem là bệnh nhân đã có hội chứng kẽ rồi thì hội chứng kẽ này là có xơ hóa hay không xơ hóa, và nếu mà đã xơ hóa rồi thì hình thái xơ và phân bố của xơ như thế nào, có các tổn thương phụ kèm theo hay không. Và cuối cùng là một phần cực kỳ quan trọng, đấy là chúng ta phải khai thác lại lâm sàng một tiền sử cũng như là sử dụng các cái xét nghiệm để hỗ trợ cho chẩn đoán. Như là cái phần này thì đã được bác sĩ Trang trình bày rất kỹ ở bài báo cáo trước, là tôi sẽ không nhắc lại nữa. Và khi mà chúng ta quan trọng một cái điểm quan trọng nữa khi chúng ta xác định là xơ hay không xơ, là chúng ta phải xác định xem là đã có hình thái UIP hay chưa. Hình thái UIP này là hình thái UIP điển hình hay là có khả năng UIP hay là không phù hợp với UIP. Để chẩn đoán được cái này thì chúng ta phải nắm vững và hiểu được bộ ba dấu hiệu về xơ hóa trên các lớp vi tính. Đấy chính là giãn phế quản co kéo, hình tổ ong và phân tích được các tổn thương mờ lưới. Giãn phế quản co kéo và hình tổ ong thì khá là điển hình và có thể dễ chẩn đoán. Thế thì cái giãn phế quản co kéo là gì? Thì đây chỉ là cái thuật ngữ mà nó mô tả tình trạng biến dạng phế quản gây ra bởi quá trình xơ hóa mô phổi xung quanh. Thì bình thường ấy, cái phế quản nó sẽ rất là có cái bờ, nó rất là nhẵn, mịn, thẳng và nó sẽ thuôn nhỏ dần ở phía ngoại vi. Tuy nhiên trong trường hợp mà nó có xơ hóa thì nó sẽ bị mất đi cái tính nhẵn mịn của nó bị kéo sang hai bên, và trong những cái trường hợp và gây ra cái hình ảnh giãn phế quản
Và trong trường hợp sơ hóa nặng hơn nữa thì nó không chỉ biến dạng hình dạng của phế quản nữa mà nó biến dạng cả hướng đi của phế quản nữa. Cho nên chúng ta sẽ nhìn thấy những cái hình ảnh như hình ảnh này là cái phế quản không những bị biến dạng mà nó cái đường đi nó rất ngoằn ngoèo. Đây là một hình ảnh dạng phế quản co kéo. Thế hình tổ ong thì là như thế nào? Hình tổ ong như chúng ta biết, hình tổ ong là sơ phổi giai đoạn cuối, không hồi phục. Bản chất của hình tổ ong chính là những cái nang khí bị chặn lại bởi tổ chức xơ, và như thế nó không còn thông thương với hình ảnh với cái nhánh phế quản bình thường nữa, nó không khả năng trao đổi khí ở những cái khoang khí này nữa, nên đây là khoang khí chết. Và nó bị ngăn cản bởi cái tổ chức xơ tăng sinh dày lên ở phía ngoại biên. Và nó sẽ tạo thành hình như hình tổ ong là như thế này. Thế về hình ảnh CT nó được định nghĩa là các chùm kén khí nhỏ và có thành dày. Mình lưu ý hai tiêu chuẩn nhé. Một là kén khí nhỏ và thứ hai là nó phải có thành dày. Để sau này chúng ta sẽ phân tích khi mà mình phân biệt tổn thương này với một số cái tổn thương dễ bị gây nhầm lẫn khác. Cái tổn thương thứ ba trong bộ ba dấu hiệu sơ hóa trên HRCT là tổn thương dạng lưới, tiếng Anh là reticular. Thế thì cái tổn thương này thì rất là phức tạp vì bản chất nó là có thể gây ra bởi nhiều nguyên nhân, ví dụ như sự dày lên vách, như tiểu thùy do dịch hoặc là do sơ hóa hoặc là do thâm nhiễm các tế bào viêm vào trong cái khoảng kẽ. Và về mặt hình ảnh ấy, định nghĩa của hội Flexner năm 2008 định nghĩa tổn thương lưới là các giải mờ nhỏ đan vào nhau và tạo thành hình ảnh lưới. Các tổn thương này có thể mịn là như thế này ạ, hoặc có nốt thì mình kinh điển mình sử dụng cái câu là hình lưới nốt, là giữa các cái giải sơ này có những cái nốt nó gồ lên, hoặc là có thể co kéo không đều irregular như thế này. Và về mặt kích thước mắt lưới, người ta phân loại là có cái dạng lưới mịn fine reticular, là cái mắt lưới dưới 30 mm thì mình nhìn mắt thường rất là khó nhận biết, và trên hình ảnh các lớp vi tính do hiệu ứng thể tích bán phần nó có thể biểu hiện dưới dạng kính mờ chứ không nhìn rõ được mắt lưới. Thứ hai là cái mắt lưới mà nó ở mức trung bình từ 3 đến 10 mm ấy, thì là nó hay gặp trong hình tổ ong điển hình. Và trong những trường hợp mà đã có sơ phổi rất là nặng và nó phá toàn bộ các cái tổn thương các cái vách phế nang ở trong nhiều bệnh lý khác nhau thì nó có thể tạo ra hình ảnh lưới thô, tức là cái mắt lưới rất là lớn trên 10 mm. Và đây là cái hình ảnh minh họa thế nào là lưới mịn. Thế này là lưới mịn, chúng ta nhìn thấy ở trên hình ảnh giải phẫu bệnh ấy, thì là các cái vách gian tiểu thùy, vách liên tiểu thùy nó bị dày cui hết ở lên do tổn thương sơ. Và trên cái hình ảnh cắt lớp vi tính này, chúng ta nhìn thấy bên cạnh cái tổn thương dạng phế quản co kéo rất là điển hình ở đây, chúng ta thấy những cái phần mờ hơi tăng tỉ trọng một chút, nhưng mà mình không nhìn rõ được cái mắt lưới bên trong. Có thể quan sát thấy một số cái mờ giải như thế này, thì cái phần mờ ở bên trong này này chính là tổn thương lưới mịn do nó dày lên cái vách gian tiểu thùy và trong tiểu thùy. Còn đây là cái phần nhu mô phổi bình thường. Thế nào là lưới trung bình, tức là lưới từ 3 đến 10 mm, thì chúng ta thấy đây là những cái hình ảnh lưới, mắt lưới đây, mắt lưới to hơn ở mức độ trung bình và rất là rõ. Và chúng ta thấy hay gặp cái tổn thương ở trong cái tổn thương tổ ong. Đấy, ví dụ ở đây thì điển hình rồi, nhưng ở đây là cái tổ ong nó chỉ có một lớp. Thì đây là những cái trường hợp rất khó để chẩn đoán. Mình khi mình chẩn đoán để thu hẹp cái nguyên nhân gây bệnh ấy, thì mình sẽ phải phụ thuộc vào phân bố của cái tổn thương. Còn đây là cái dạng lưới thô. Dạng lưới thô, ví dụ như chúng ta thấy là tổn thương khí phế thủng này. Ở trên bệnh nhân có khí phế thủng này, rồi sơ hóa và những cái giải này là các giải sơ. Cái mắt lưới đây, mắt lưới thì rất là to. Những trường hợp này thì người ta gọi là lưới thô. Và lưới thô thì thường hay đi phối hợp với những cái tổn thương lưới có mắt lưới nhỏ hơn. Nhưng mà đây là về mặt lý thuyết thôi, trong thực tế lâm sàng ấy thì chúng ta đọc rất là khó. Ví dụ như trong trường hợp này, ở đâu là cái dạng phế quản co kéo và ở đâu là cái tổ ong, thì đối với những cái bác sĩ mà không có kinh nghiệm đọc phim phổi kẽ hoặc là ít có kinh nghiệm đọc phim phổi kẽ, thì việc phân định những cái tổn thương này đôi khi là rất khó, không dám ra quyết định. Thì trong phần báo cáo hôm nay em sẽ bỏ ra một số cái slide để mình phân biệt những cái tổn thương dễ gây nhầm lẫn mà hay gặp. Đấy, hàng đầu là cái tổ ong và dạng phế quản co kéo. Tại sao chúng ta phải phân biệt hai tổn thương này? Tại vì chúng ta biết là theo tiêu chí để chẩn đoán IPF thì phải xác định được hình thái UIP. Hình thái UIP thì sẽ dựa vào bộ ba là có dạng phế quản co kéo, có hình tổ ong và có hình mờ lưới, có hoặc không kèm theo biến đổi cấu trúc phổi.
nếu mà bớt một trong ba cái dấu hiệu cơ bản đấy đi thì là sẽ được hạ bậc xuống là có thể là UIP hoặc thậm chí một số trường hợp là không phù hợp UIP. Do đó là cái việc phân biệt giữa hai tổn thương này rất là quan trọng. Nhưng mà tại sao nó lại phân biệt, tại sao nó lại khó như thế? Là bởi vì ấy, khi mà ở cái trường hợp mà giãn phế quản các kéo nó nặng rồi, nó đã thay đổi cái đường đi của phế quản rồi, thì ở phía ngoại vi của nó có thể có cái hình giả kén hoặc hình vi kén trên các lớp vi tính như cái hình ảnh vừa rồi, và lúc đấy chúng ta sẽ rất là khó phân biệt. Thế muốn phân biệt cái tổn thương này ấy, thì chúng ta làm như thế nào? Muốn phân biệt tổn thương này thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ là cái MinIP. Chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ MinIP và dựng trên đa mặt phẳng. Khi đấy chúng ta sẽ quan sát được rõ đây có phải là giãn phế quản co kéo hay không, và tí nữa chúng ta sẽ có một cây lâm sàng về cái trường hợp này. Thì đấy là một cái công cụ rất là mạnh, và chúng ta nếu mà có bách thì chúng ta nên tập thói quen để sử dụng cái công cụ này. Đây là một cái trường hợp khác. Đây chúng ta nhìn thấy đây hình tổ ong rất là điển hình và có xen lẫn luôn là cả giãn phế quản co kéo. Thế là hai tổn thương này nó có thể phối hợp với nhau. Trong cái trường hợp này chúng ta chỉ có giãn phế quản co kéo thôi. Ví dụ trong cái lát cắt này là cái phế quản từ đây nó đi ra rất là xa và nó ngoằn ngoèo, nó bị biến dạng đường đi. Nhưng mà mình không nhìn thấy những cái khí ở phía ngoại vi. Đây là giãn phế quản co kéo đơn thuần. Một cái chẩn đoán nữa mà có thể là mọi người cũng sẽ hay hỏi là hình ảnh tổ ong và hình ảnh khí phế thủng cạnh vách. Cái này cũng rất là quan trọng vì cái khí phế thủng cạnh vách, nếu như mà chúng ta làm lâm sàng nhiều ấy, thì chúng ta biết là hay gặp ở những bệnh nhân hút thuốc lá và trên cái cắt lớp vi tính lồng ngực thì chúng ta có thể gặp hàng ngày luôn. Và nhiều bạn mà không có kinh nghiệm thì người sẽ bị phân vân trong việc là đưa ra cái khí phế thủng cạnh vách này hay là bệnh nhân đã có hình tổ ong rồi. Thế thì ở đây ấy, chúng ta quay lại cái định nghĩa của nó là cái tổ ong là cái chùm kén khí và có thành dày. Đó còn cái khí phế thủng cạnh vách ấy thì là nó ngăn bởi các vách liên tiểu thủy liên tục, như các vách này thì không dày và nó ở phía ngoại vi. Ví dụ như trong trường hợp này chúng ta thấy đây là hình tổ ong, các cái vách liên tiểu thủy nó rất là dày và nó xếp thành tầng thành lớp. Còn đây là những cái khí phế thủng cạnh vách. Trong trường hợp mà khí phế thủng cạnh vách nó lớn như này thì mình không có gì lăn tăn. Nhưng mà nếu trong những trường hợp mà nó nhỏ như ở cái vị trí này thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái vách liên tiểu thủy đây rất là mỏng, không giống như là cái vách liên tiểu thủy trong hình tổn thương tổ ong. Và hình tổn thương tổ ong nó có thể xếp thành nhiều lớp liên tục với nhau, hai hoặc ba lớp, nhưng mà cái khí phế thủng cạnh vách này thường chỉ từ 1 đến 2 lớp là cùng. Đây là một cái trường hợp khác. Chúng ta thấy là trường hợp này thì cái khí phế thủng cạnh vách này rất là nhỏ, tuy nhiên cái vách liên tiểu thủy của nó thì rất là mỏng và chúng ta nhìn thấy cả những cái phần khí phế thủng trung tâm tiểu thủy lớn ở đây nữa. Còn ở đây thì chúng ta thấy là hình tổ ong, tầng ong này. Đấy. Cũng là những cái kén khí nhưng cái vách của nó rất là dày. Cái tổn thương mà có thể bị nhầm lẫn tiếp theo là tổn thương kính mờ. Tổn thương kính mờ có thể gặp trong rất nhiều bệnh lý, gặp trong rất nhiều bệnh lý. Và cái tổn thương mà lúc nãy chúng ta nhắc đến tổn thương lưới mịn. Thế thì bây giờ chúng ta làm thế nào để phân biệt được hai cái tổn thương này? Nếu như mà bệnh nhân đến với chúng ta mà không có triệu chứng cấp tính thì phần lớn là sẽ là tổn thương lưới mịn. Rất là đơn giản, nhưng mà nếu mà bệnh nhân có tổn thương cấp tính thì lúc đấy là một cái nguyên nhân tổn thương kính mờ mà mình quan sát ở trên phim ấy, nó sẽ là một cái tổn thương do viêm, do nguyên nhân cấp tính bội nhiễm, hay là đây là một cái tổn thương sơ hóa đơn thuần, hay là chúng ta có sơ hóa kèm theo bội nhiễm. Thì cái phần phân biệt này thì rất là quan trọng để chẩn đoán được đợt cấp bệnh phổi mô kẽ và chúng ta tiên lượng được cho bệnh nhân. Thế thì định nghĩa thì chúng ta đã biết rồi, tức là cái tổn thương kính mờ, cái tổn là những cái vùng tăng tỷ trọng như mô phổi nhưng mà không xóa phế quản mạch máu, tức là mình có thể quan sát được phế quản mạch máu đi xuyên qua cái vùng tổn thương đó, và cái tăng tỷ trọng đấy thì không quan sát thấy trên phim cửa sổ trung thất. Nguyên nhân thì rất nhiều nguyên nhân khác nhau đúng không ạ? Thế thì phân biệt như thế nào? Phân biệt bằng cách là cái GGO ấy, cái kính mờ thật ấy, thì sẽ có diện tổn thương không tương xứng với tổn thương vách liên tiểu thủy. Tức là đây là cái hình minh họa, ví dụ như đây chúng ta nhìn thấy đây là cái vách liên tiểu thủy. Thì chúng ta hiểu là cái lưới mịn là do dày các cái vách này và có thể dày vách gian tiểu thủy nữa. Thế thì bao giờ nó chỉ sát sát ở đây thôi. Nhưng mà cái tổn thương GGO thực sự ấy thì nó có thể nó vượt qua ranh giới của những cái vách này, nó lan sang tận những cái khu vực lân cận.
Ví dụ như trong hình ảnh này, chúng ta thấy là toàn bộ các, đây là hình ảnh kính mờ, còn đây là hình ảnh lưới mịn. Chúng ta nhìn thấy đây là một bệnh nhân mà có dày vách liên tiểu trùy khu trú ở toàn bộ các cái khu vực này tạo thành hình lưới. Phần này sẽ phần lưới mịn, tuy nhiên cái phần kính mờ này này nó vượt qua toàn bộ các vách liên tiểu trùy, nó đi ra phía xa hơn, thì phần này sẽ phần kính mờ GGO, và bệnh nhân này có thể là có một cái tổn thương cấp ở vùng này trên nền một cái sơ. Trong khi đấy thì ở với cái tổn thương gọi là lưới mịn chuẩn của nó ấy, thì chúng ta nhìn thấy những cái dày vách liên tục này, dày vách liên tiểu thủy rất là rõ, nhưng mà cái tổn thương lưới mịn bên trong, cái tổn thương giả kính mờ bên trong nó không vượt qua những cái vách này, và chúng ta sẽ quan sát được những cái phần mô phổi bình thường nằm giữa những cái phần mà tổn thương liên tiểu thủy nó bị dày lên. Thế thì đây là cái phần mà em muốn mọi người hiểu và nhớ để áp dụng trong thực hành lâm sàng. Tuy nhiên nó không phải là tất cả. Thế sau khi chúng ta xác định được cái phần đấy rồi, chúng ta mới đi đến những cái phần tiếp theo. Ví dụ như chúng ta xem phân bố tổn thương là ở đỉnh phổi, ở đáy phổi, hay là phân bố quanh phế quản mạch máu, ưu thế thủy dưới hay không, có tổn thương có kết hợp vừa thủy dưới vừa thủy trên hay không, để chúng ta định hướng hình thái tổn thương phối hợp là như thế nào. Ví dụ chúng ta thấy có một cái sơ lưới mà chúng ta có thêm kính mờ vào đấy, thì khả năng nó sẽ là tổn thương NSIP, đúng không, hay gặp trong các cái bệnh phổi mô kẽ liên kết liên quan đến mô liên kết. Nếu mà có bệnh nhân có những cái khí phế thủng trung tâm tiểu thùy hoặc là khí phế thủng cạnh vách, thì chúng ta phải nghĩ đến những cái bệnh mô kẽ mà liên quan đến viêm tiểu phế quản do hút thuốc. Nếu mà những cái bệnh nhân mà có tổn thương kẽ mà lại kèm theo những cái tổn thương đông đặc hoặc là có địa dấu hiệu điển hình dạng san hô, thì chúng ta phải nghĩ đến cái viêm phổi tổ chức hóa. Hoặc là nếu bệnh nhân mà có đa nốt mà có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, thì chúng ta phải nghĩ đến xem là liệu có phải là cái bệnh mô bào laser hăng hay không. Và chúng ta nếu mà thấy có hạch lớn ở trung thất, thì chúng ta phải nghĩ xem có phải sắc quýt hay không. Bên cạnh đấy ấy, thì chúng ta phải xem cả những cái tổn thương ngoài phổi, ví dụ như là giãn thực quản. Cho nên thông thường thì các bác em gặp rất nhiều bác sĩ hô hấp mà chỉ chăm xem cái phim nhu mô thôi, thì mình không để ý những cái dấu hiệu phụ. Ví dụ mình dấu hiệu giãn thực quản này, nếu mình muốn chẩn đoán bệnh phổi một cái là luôn luôn phải xem thực quản, vì là giãn thực quản là một trong những cái dấu hiệu mà gợi ý rất là mạnh cho bệnh phổi một cái có liên quan đến mô liên kết, hay là dịch ngoài máy tim cũng thế. Thế sau đấy thì mình sẽ quay trở lại, mình xem các cái yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng để định hướng. Ví dụ tuổi cao trên 60 thì là phải nghĩ đến cái IPF, sơ phổi vô căn. Nếu mà tuổi mà thấp hơn 40-50 mà lại ở nữ giới thì phải nghĩ đến cái CTD, ILD. Nếu bệnh nhân có tiền sử hút thuốc thì chúng ta sẽ phải nghĩ đến mô bào laser hăng, vân vân. Và tiếp đến là sau khi đấy thì chúng ta sẽ tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa, vì cái phim cắt lớp vi tính chỉ dùng để định hướng và xác định tổn thương UIP thôi. Thì sẽ gồm các cái chuyên khoa hô hấp, dị ứng miễn dịch, giải phẫu bệnh, cơ xương khớp, chẩn đoán hình ảnh và ngoại. Thế mục đích của là gì? Mục đích của chẩn đoán hình ảnh, ông chẩn đoán hình ảnh ngồi đây để làm gì? Thì đầu tiên là chẩn đoán hình ảnh cần phải xác định cho các bác sĩ lâm sàng là có UIP hay không có UIP. Nếu mà không có UIP thì nó là possible UIP hay là inconsistent, hay là nghĩ đến một bệnh lý khác. Nếu như mà trong hội đồng mà quyết định là sinh thiết hoặc là làm cái BAL, tức là cái dịch rửa phế quản ấy, thì sinh thiết ở vị trí nào là bác sĩ chẩn đoán hình ảnh cần phải được phải định hướng được cho lâm sàng. Nếu mà lấy dịch rửa phế quản thì lấy dịch rửa phế quản của thùy nào là bác sĩ lâm sàng phải định hướng được cho bác sĩ chẩn đoán hình ảnh phải định hướng được cho bác sĩ lâm sàng. Và nếu như mà trong những này thì cái hình thái, cái phân bố của nó có nghĩ đến cái CTD, ILD không? Thế thì hôm qua trong cái bài của giáo sư George Solomon thì cũng đã có ba cái dấu hiệu để chúng ta định hướng cái bệnh CTD, ILD. Thứ nhất là cái stress F, cái dấu hiệu stress F. Cái thứ hai là cái Esteban Epistema. Và cái thứ ba là cái tổn thương ở cái thùy trước trên. Đấy, thế thì chúng ta nhớ đến những cái đấy để chúng ta đưa chẩn đoán phân biệt. Trong cái khuôn khổ này thì chúng ta có lẽ không kịp để trình bày những cái ca lâm sàng này, em xin phép mà bỏ qua. Em xin trình bày thêm một cái đây là cái phiếu đọc phim mẫu của cái HRCT đối với cả cái bệnh phổi kẽ. Thế thì vì bệnh phổi kẽ là cái bệnh tổn thương lan tỏa, thế nên là cái việc mô tả chi tiết từng tổn thương là rất khó và thực ra là không cần thiết, mà chúng ta phải mô tả là có những dạng tổn thương gì và cái phân bố ưu thế của nó ở đâu. Từ đấy thì chúng ta xác định nó thuộc cái nhóm nào,
trong số các nhóm bệnh lý này và chúng ta đưa ra một cái chẩn đoán kèm theo các chẩn đoán phân biệt, khả năng chắc chắn của chẩn đoán chúng ta để hội đồng đa chuyên khoa có thể có một cái ý kiến để tham khảo chính thống. Thế về mặt kết luận thì em xin kết luận là các lớp vi tính thì có vai trò quan trọng trong chẩn đoán bệnh phổi mô kẽ có xơ hóa. Mục đích của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh trong cái hội chẩn đa chuyên khoa là nhằm xác định tình trạng xơ hóa có hay không xơ hóa dạng gì, và kết hợp với lâm sàng để lựa chọn các xét nghiệm bổ sung, xác định vị trí sinh thiết nếu cần để từ đấy có thể chẩn đoán và xác định bệnh, và cần phải phân tích phim theo trình tự thống nhất để tránh bỏ sót tổn thương. Bài báo cáo của em đến đây hết, xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của mọi người.